Xin kính chào quý vị Kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Dương Quốc Chính Với tựa đề Chăn bò nhân hội thảo về xã hội dân sự Mấy hôm trước có hội thảo về xã hội dân sự thường niên Tổ chức lần 2 ở Hà Nội Mình chỉ hóng qua Facebook Không biết để mà đến trực tiếp Thấy tham gia cũng có nhiều thành phần phết Cả Việt Kiều Cả các giáo sư râu rậm trắng hói Cả cựu công chức tự diễn biến Cả anh em dân chủ cả phản động và tất nhiên có cả anh em Red Bull, Red Bull là bò đỏ ha thưa quý vị. mình chẳng may đọc được một cái tút của một bạn mà bạn ấy tự nhận mình là bị người ta gọi là dư luận viên hay bò đỏ đứng lên hiên ngang phản biện hội nghị và thuyết trình viên Oshin Huy Đức. nội dung bạn ấy chém trực tiếp cũng nhiều cái buồn cười nhưng vì không có thời gian nên bạn ấy không có điều kiện cướp diễn đàn nên đành lui về nhà viết tút. Tút cũng nhiều cái buồn cười nhảm nhí. Nhưng vì chỗ ấy chắc hội tụ nhiều anh em Red Bull nên bạn ấy được tung hô như người anh hùng vừa vào hang cọp để diễn biến bọn phản động. Mình sẽ chỉ ra những cái chỗ ngớ ngẩn của bạn ấy bên dưới. Vì bạn ấy viết tràn gian đại hải nên mình chỉ chọn những cái luận điểm chính để mà phản biện. Mấy câu chữ lặt vặt thì mình bỏ qua. Còn cái tút gốc thì các bạn có thể xem ở cái phần comment đầu tiên. Có ai bảo chăn Châu là khổ tôi chăn bò còn khổ hơn chăn Châu. Cái ý thứ nhất bạn ấy cho là dân chủ là thái độ, nguyên tắc ứng xử là cơ chế ra quyết định. Dân chủ thật sự không chỉ đơn thuần cái tên gọi mà nó cần dựa trên hai nền tảng chính đó là văn hóa và dân trí. Nếu không có hai yếu tố này thì dân chủ chỉ là hình thức, dân chủ là người dân có quyền được sống được hưởng mọi an sinh xã hội, được pháp luật bảo vệ, được nói lên tiếng nói của mình, nhưng nói là phát biểu trong cuộc họp gặp mặt cử tri hoặc là làm đơn kiến nghị, đề nghị các ban ngành chứ không phải là biểu tình với những băng rôn khẩu hiệu chửi bới chống đối chính quyền. Hey, các bạn này Chả hiểu bịa đâu ra cái định nghĩa dân chủ giảng đơn như thế nhỉ? Đâu ra cái quy định dân chủ là không được biểu tình mà chỉ được cái quyền làm đơn kiến nghị và gặp mặt cử tri trong khi cái quyền biểu tình thì đã được hiến định. Đâu phải cứ biểu tình là chửi bới chống đối chính quyền đâu. Luận điệu chung của các bạn Red Bull là tuyệt đối hóa nền dân chủ rồi chứng minh là cái tuyệt đối đó không có tồn tại và suy ra là chả đâu có dân chủ cả. Luận điệu đó nó ngây ngô nhưng nó cũng bịp được khối người. Thường các bạn ấy hay dẫn ra các ví dụ ở Mỹ và Tây Âu không có dân chủ ở các trường hợp cá biệt, rồi suy ra, đấy, bọn Mỹ cũng không có dân chủ nhé, sao dám đòi Việt Nam cũng phải có dân chủ này kia. Đó là cái lối ngụy biện sơ đẳng, nôm na gọi là bới thùng rác nhà hàng xóm ra ngửi rồi chê nhà người ta thối muốn so sánh nước nào dân chủ hơn thì phải đưa ra một cái bảng tiêu chí về nhân quyền, dân quyền rồi so sánh từng mặt như là quyền bình đẳng dân tộc, bình đẳng giới, tự do ứng cử bầu cử, tự do ngôn luận, tự do lập hội hay tự hữu vân vân này kia. Một số tổ chức quốc tế xếp hạng về dân chủ cũng phải làm như vậy thôi, chứ không thể đánh giá dựa trên cái việc cảnh sát Mỹ bắn chết mấy chú da đen rồi vu cho Mỹ là mất dân chủ bạn này á đã dùng cái luận điệu y như trên vậy. Nên nhớ là dân chủ cũng có nhiều tầng nhiều bậc, không đâu có dân chủ tuyệt đối. Nếu mà tuyệt đối là 10 điểm ạ thì được 7, 8 điểm đã là ngon lắm rồi. Một cái nội dung quan trọng nhất của dân chủ chính là tự do ngôn luận. Các bạn ấy bảo Việt Nam có tự do ngôn luận rồi. Thực ra chính các bạn ấy hay các bạn công chức là thiếu tự do ngôn luận nhất á đố cái đám Red Bull bò đỏ dám mở mồm góp ý với bí thư chi bộ làm đơn kiến nghị lên cấp ủy tố cáo tham nhũng đi chính cái bọn mất tự do nhất thì lại tự nhận là có tự do thì kể cũng khôi hài thận cái luận điệu tiếp theo cũng quen thuộc nhé báo đảng ra rã cả ngày đó là nhiều nước nghèo cũng có đa đảng chế độ dân chủ rồi suy ra đa đảng và dân chủ không phải điều kiện cần để có phát triển Việt Nam đa tôn giáo, đa sắc tộc nên đa đảng sẽ lộn xộn. Việt Nam dân trí thấp nên không đa đảng được. Thực ra, đa đảng nó không hề là điều kiện cần và đủ để có phát triển. Có đa đảng chưa chắc có phát triển, nhưng mà các nước phát triển thì hầu hết là đa đảng. Đó là điều kiện cần và cần thêm nhiều điều kiện khác nữa mới có được cái sự phát triển đa đảng tối thiểu là đa nguyên tư tưởng và tự do kinh tế và giáo dục là nền tảng phổ quát cho sự phát triển. bằng ấy chỉ ra trường hợp Trung Quốc để biện minh, nhưng cần hiểu là Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới, đông gấp 4 lần Mỹ mà quy mô nền kinh tế vẫn đứng sau Mỹ. GDP thu nhập bình quân cũng không phải là loại cao như các nước phát triển. Các chỉ số về phát triển tri thức thì lại ở mức thấp Nói một cách khác, Trung Quốc là nước nhiều tiền. Một tỷ dân nai lưng ra mà làm giàu cho một nhóm người giàu, sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn, không phải là khuôn mẫu cho sự phát triển, và đó cũng là phát triển không bền vững. Nếu nói đa sắc tộc và tôn giáo thì không nước nào bằng nước Mỹ. Sao họ vẫn dân chủ được cả trăm năm nay? À, sự chênh lệch về dân trí cũng vậy, Mỹ cũng là nhiều nhất, nhưng họ vẫn chọn được cái kiểu dân chủ đại diện dân trí việt nam thấp thì cũng là do thể chế chính trị ngu dân giáo dục không có nhằm mục đích khai phóng mà chỉ là để phục vụ chính trị thành cái vòng luẩn quẩn dân ngu thì đảng mới được độc quyền lãnh đạo và đảng độc quyền lãnh đạo thì dân mới ngu đấy tiếp nữa bạn ấy nói rằng trong quá khứ chiến tranh lúc đó việt nam có rất nhiều đảng phái chính trị nhưng chỉ có duy nhất đảng cộng sản đứng lên lãnh đạo làm cách mạng thành công đưa đất nước quy về một mối vì vậy, về lịch sử, chỉ có đảng Cộng sản mới có đủ tư cách lãnh đạo đất nước. Cái câu này tuyên giáo đặc biệt hay dùng, nhưng bản chất là cực kỳ phản động. Bởi vì chỉ có cái thời phong kiến mới có cái kiểu mấy ông nông dân khởi nghĩa lật vua rồi tự mình lên làm vua rồi khống nhường cho kẻ khác cho dù có ngu dốt đến mấy. Hóa ra đảng ta lại giống cái bọn phong kiến thối nát à? Nên tìm hiểu là kỹ năng lật đổ, làm cách mạng bạo lực Chiến tranh là hoàn toàn khác với cái kỹ năng quản trị đất nước, phát triển kinh tế. Đảng ta có thể lãnh đạo nhân dân đánh nhau giỏi, nhưng mà đảng ta không đủ năng lực phát triển kinh tế, mà thực tế thì đã chứng minh rồi. Không làm được thì phải mở cửa cho thằng khác nó vào ngồi chung mâm chứ. Căn cứ vào đâu mà bảo chỉ có Đảng Cộng sản mới đủ tư cách lãnh đạo đất nước? Cứ nhìn tấm gương của ông Mandela ở Nam Phi và Lech Walesa, lãnh tụ công đoàn đoàn kết Ba Lan, là những người lãnh đạo cách mạng dân chủ, nhưng họ cũng nhanh chóng từ bỏ quyền lực hoặc không được tín nhiệm để lãnh đạo đất nước sau đó. Cái đoạn này mới là buồn cười cho cái sự dốt nát về lịch sử của bạn bò đỏ này. Bạn viết, chưa kể, diễn giả Huy Đức còn lấy ví dụ về việc bác Hồ trích dẫn trong tuyên ngôn độc lập về hiến pháp của Mỹ và Pháp nhằm mục đích khẳng định hiến pháp của Mỹ dân chủ là tốt đẹp nên theo. Đây là hiểu sai vấn đề, nói dân chủ nhân quyền là công lý, bác đơn giản khẳng định điều này là đúng. Bác Hồ trích dẫn để nói lên Mỹ Pháp kêu gọi nhân quyền dân chủ tại sao lại đánh chiếm Việt Nam và muốn biến Việt Nam thành nô lệ. Điều đơn giản này bất kỳ học sinh cấp 1, cấp 2 nào cũng hiểu tại sao tác giả Huy Đức lại không hiểu. Hmm. Cái bạn này quá là phản động, dám nhét chữ vào mồm bác. Ngày 2 tháng 9 năm 45 Pháp chưa có hề thò chân quay lại Việt Nam. Đa số người Pháp ở Việt Nam đó thì còn đang ngồi tù của Nhật. Mỹ còn đang ủng hộ Việt Minh cơ mà chưa hề có ý định can thiệp vào Việt Nam. Bác là thánh hay sao mà đã tiên đoán được Mỹ sẽ đánh chiếm Việt Nam? mà bạn ấy dốt nát không có chịu nhớ là ngay sau đó bác chúng ta đã viết thư gửi tổng thống mỹ truman để mà cầu viện hóa ra bác lá mặt lá trái như vậy à bò đỏ thường ngu dốt môn lịch sử quả không sai chút nào thế mà cả đàn bò vẫn hưởng ứng nhiệt liệt là sao đoạn cuối chính là cái đoạn phản động nhất của bạn ấy yêu nước thế này bằng 10 lần hại nước. Bản viết tất cả các diễn đàn xã hội này chỉ nhằm vào một mục đích duy nhất đó là lật đổ chế độ này và đa nguyên đa đảng gì gì đấy. Một khi đã xảy ra biến cố gì đó sẽ đụng chạm đến ý thức hệ của nhiều người mà đụng chạm đến ý thức hệ sẽ bùng nổ nội chiến. Một cuộc nội chiến về ý thức hệ sẽ kéo theo sự lầm than của cả dân tộc này. Khi ấy, ai sẽ chịu trách nhiệm? mình đã phân tích ở nhiều cái tút rồi. Xã hội dân sự là một bước chuyển êm ái nhất để bảo vệ sự lãnh đạo tài tình của đảng ta. Xã hội dân sự không phải là đa đảng mà chỉ mới là các tổ chức dân sự có tiếng nói độc lập nhằm phản biện chính sách, chính là giúp cho đảng ta có cơ hội chuyển mình để trong sạch vững mạnh hơn. Đồng chí các Mắt kính yêu đã nói rằng có mâu thuẫn mới có phát triển. Đồng chí Lenin, Stalin, Mao đã làm sai lời dạy của đồng chí Marx đã thủ tiêu đối lập thành ra góp phần bóp chết chủ nghĩa cộng sản Đảng ta đã nhận ra cái điều đó nên mới phải cải cách dân chủ hóa một phần và tự do hóa nền kinh tế một phần và càng ngày càng nới rộng ảnh hưởng của kinh tế tư nhân. Đó chính là để duy trì sự mâu thuẫn tính đối lập sự cạnh tranh. Nói cách khác, đảng ta đang trong quá trình dân chủ hóa tự do hóa nhằm tránh khỏi cái họa diệt vong. Thế mà cái bọn bò đỏ vẫn ngu cuồng tư duy theo cái lối Stalin là góp phần tiêu diệt đảng ta. Đảng muốn thay đổi để trường tồn hay muốn có cách mạng bạo lực để bị tiêu diệt đây? Kết thúc bài viết của tác giả Dương Quốc Chính. Anh Chi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và xin hẹn quý vị trong lần phát hình sau.